Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những tuần lễ liên tục chúng ta nghe chủ đề bánh hằng sống, bánh trường sinh. Và hôm nay Chúa Giêsu lại tiếp tục khẳng định Ngài chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Và Ngài đã mời gọi chúng ta: ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống đời đời. Như vậy hôm nay là cái niềm tin căn bản và quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta. Cuộc đời đức tin của chúng ta tuy ở trần gian, nhưng chúng ta phải xác tín đâu là vĩnh cửu, đâu là cái gì đem lại chúng ta sự đời đời, kiếp kiếp. Cuộc sống, cơm ăn áo mặc, vàng bạc châu báu, những cái điều đó ai cũng thích, ai cũng mê hết, ai cũng mê nhiều tiền hết, ai cũng mê lắm của hết. Nhưng những cái đó nó chỉ là phương tiện, là tạm bợ cho cái cuộc sống trần gian, chứ không phải những cái điều đó để dẫn chúng ta đến cái sự sống đời đời. Vậy cái gì dẫn chúng ta đến sự sống đời đời, thưa anh chị em? Không phải là đời sống tự nhiên chúng ta vừa kể, nhưng chính là đời sống thiêng liêng, đời sống đức tin vào Đức Giêsu là bánh hằng sống, nuôi dưỡng đời sống đức tin linh hồn chúng ta. Và nhất là cái đời sống ấy dẫn chúng ta đến cái cuộc sống đời đời. Điều đó là điều quan trọng mà mỗi chúng ta phải nắm chắc và cố gắng dành cho bằng được cái con đường đó, để chúng ta được viên mãn trên thiên đàng. Nhưng mà chúng ta thấy ai cũng đâu có phải biết cái điều đó. Và nhiều khi người ta sống theo cái lạc thú, theo cái tự do, theo cái cảm nghĩ, theo cái sự tự nhiên suy nghĩ của họ, nên nhiều khi nó đi ngược lại với đức tin. Nó làm cho những cái điều mà không có đỡ được, nghĩa là xúc phạm đến cái tín ngưỡng, đến cái đức tin của người khác. Bằng cớ chúng ta cũng biết Olympic Paris vừa rồi mới diễn ra ở thủ đô nước Pháp, người ta chế nhạo cái hình bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Bây giờ cho chiếu, không biết là có chạy được video. Chúng ta thấy cái tháp Eiffel ngay thủ đô Paris. Và đấy, đây là cái hình của Leonardo da Vinci thời Phục Hưng, một danh họa công giáo nổi tiếng, đã để lại cho giới công giáo chúng ta biết ai nhìn vào hình này đều biết là hình Chúa Giêsu cùng với các môn đệ dùng một bữa tiệc cuối cùng, thấy không, trước khi Ngài chịu chết. Thế nhưng Olympic Paris, cái lễ khai mạc
đạo diễn Thomas Jolly thì không biết cố ý hay vô tình mà cũng diễn tả những cái điều đó nó kỳ cục. Và giới Công giáo Hội đồng Giám mục Pháp đã lên tiếng là các anh chế giễu nhạo báng đức tin của chúng tôi. Thấy không? Chúng ta thấy Chúa Giêsu không phải là Chúa Giêsu nữa mà là cái bà mập mập nào đó. Thấy không? Rồi họ hoạt cảnh, họ diễn tả cái gì đó nhưng mà nó nhìn người ta thấy hao hao. Cái hình bữa tiệc ly của Chúa Thánh Thiên vô cùng. Thấy không? Chúng ta thấy rõ ràng cái điều đó. Rồi xuống đấy, rồi những cái chuyện mà người ta cho là nói là thần thoại Hy Lạp, cái kiểu đại khái như vậy, nhưng mà nó giữa thấy Thánh Thiên với cái trần tục nó không thể nào mà đứng chung một chỗ được, phải nghiêm trang nghiêm túc trong thánh lễ, trong nhà thờ cũng vậy. Rồi xuống thì chúng ta thấy người ta bình luận là theo những người Pháp đó, cái bữa tiệc ly của người Pháp là vừa Olympic Paris, còn theo những người Ý là cái bức tranh Chúa Giêsu bữa tiệc ly của danh họa Da Vinci rất là nổi tiếng. Rồi thế thì nhân tiện sẵn nói luôn, một chân phước thời đại chúng ta thế kỷ 21 là người đã yêu mến và cao rao bí tích thánh thể Chúa Giêsu là bánh trường sinh, bánh hằng sống, là vì chân phước này Caslo Acutis vừa mới được phong chân phước năm 2023, nhưng tòa thánh đang tiến hành phong hiển thánh luôn vì cái ảnh hưởng, cái sức ảnh hưởng và phép lạ của quý vị chân phước thiếu nhi này rất là lớn, mới có 15 tuổi thôi. Thấy không? Vì bệnh bạch cầu nên là qua đời 15 tuổi và đã được làm chân phước rồi. Thế thì chúng ta thấy đây cái đời thường của vị chân phước. Và cuối cùng chúng ta biết là cái hình cuối cùng đi, là xác của Ngài chưa bị phân rửa đấy không, còn nguyên trong lòng kính. Tuyệt vời chỗ đó. Trên những cái này anh chị em, nhất là cha mẹ, nên chiếu cho con, nên cho con thấy những đứa con của mình ngay từ bé nó có lòng yêu mến thánh thể Chúa, siêng năng đi lễ học giáo lý thế nào. Thấy không? Một vị thánh thời đại chúng ta thế kỷ 21 ấy, rất là tuyệt vời. Ý, hôm nay chúng ta tiếp tục cái chủ đề bí tích thánh thể, là bí tích cao trọng nhất và là nguồn mạch đỉnh cao của đời sống xã hội giáo hội chúng ta. Chúng ta biết chúng ta đến thánh lễ với bí tích thánh thể, chúng ta được rước mình thánh Chúa, là chúng ta được rước Chúa vào lòng. Thì một vị thánh mà chúng ta thấy đã biến đổi cha mẹ khô đạo để trở thành những người đạo đức. Trước đây cha mẹ của Carlo Acutis này rất là khô đạo, nhưng mà rất là thương con và chiều theo ý muốn của con. Mỗi lần chở con đi ngang qua một nhà thờ nào đó thì cậu bé đều xin cha mẹ dừng lại để con viếng thánh thể Chúa. Dù là cái cổng nhà thờ đóng, nhưng đứng ngoài cổng nhìn vào nhà thờ, nhìn vào nơi Chúa ngự với mình thánh Chúa để tôn thờ thánh thể. Và cậu bé ngay từ bé đã có cái khả năng chuyên môn giỏi giang về IT, nghĩa là vi tính, lên Facebook, lên mạng xã hội nói về bí tích thánh thể, nói về thánh thể Đức Kitô rất là nhiều và loan báo cao rao thánh thể Chúa cho tất cả thế giới biết. Đó là cái điều tuyệt vời của một cậu bé thiếu nhi mà đã dám nghĩ được cái việc truyền giáo của mình bằng phương tiện truyền thông của thời đại này để nói về Chúa Giêsu thánh thể. Thấy không? Đây là cái gương mẫu cho thiếu nhi của con em chúng ta bắt chước. Chứ bây giờ không thôi cứ quanh iPad, iPhone nó chơi game không à. Nó yên là được rồi. Không hướng dẫn trên cái iPad đó, trên cái phone đó, trên cái TV coi cái gì. Mà ngay chính chúng ta bây giờ nói coi phim các thánh, phim Chúa Cứu Thế các, với phim bộ Hàn Quốc thì chắc chúng ta cũng chọn phim bộ thôi. Có ai coi phim các thánh không? Phim Chúa Giêsu không?
Chính mình cũng vậy. Sao mà nó mê được mấy cái chuyện hành các thánh, mà bây giờ những cái điều đó rất là nhiều ở trên YouTube rồi. Thấy không? Những cái gì chọn lựa cho con em mình ngay từ bé nó biết, nó tiếp xúc những cái gì đạo đức thánh thiện. Còn mình cứ để tự do thì thôi, thì kể tự do thì nó cứ game điện tử, nó cứ phim hoạt hình, nó cứ phim này phim kia, chứ nó có đâu được tiếp xúc, tiếp cận đến những gì thánh thiên qua phim ảnh, qua những mẫu chuyện đâu. Mà đây là cậu bé đã biến đổi cha mẹ này. Ồ, người con mình đã được làm thánh rồi, tại sao mình như vậy? Thì mình phải trở nên thánh thiện để xứng đáng với người con của mình làm thánh. Cho nên cha mẹ sinh ra con bởi thân xác này, nhưng con có thể sinh ra cha mẹ bởi sự thánh thiện đạo đức làm thánh như vậy đó. Tuyệt vời. Thế thì chúng ta tạ ơn Chúa với những gì mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta hôm nay. Và chúng ta xác tín để chúng ta biết cách ăn ở thế nào cho xứng đáng đẹp lòng Chúa, như là Thánh Phaolô trong bài đọc 2. Đừng chè chén say sưa, đừng làm gì mà cho gia đình phải đau buồn tan vỡ, vợ chồng, cha mẹ con cái biết hiệp nhất yêu thương với nhau. Thì như thế thì chúng ta mới sử dụng cái sự khôn ngoan của Chúa. Và muốn như thế thì chúng ta phải siêng năng rước thánh thể Chúa Kitô là nguồn mạch, là sự quy tụ chúng ta. Khi gia đình biết dâng lễ đến nhà thờ, cả gia đình, cha mẹ con cái như vậy đó. Nhiều khi chúng ta thấy, tôi cũng mơ lắm, ngày thường toàn là mấy ông bà già, mấy ông già, nhất là lễ Fatima vừa rồi 12 giờ trưa của một giáo xứ, bên nữ các ông, những người, những các bà rất là đông, bên nam thì ít hơn. Cái mình ước ao bảo một bà dẫn đứa thêm, một đứa cháu thôi đi lễ với mình, thì hôm đó là cả nhà thờ sẽ đầy, vì nguyên một dãy bên phía nữ đầy nghẹt mà không có đứa thiếu nhi nào. Bây giờ mời mấy bà, cứ một bà chịu khó dẫn một đứa cháu đi lễ với mình thì chắc chắn cả nhà thờ nó đầy. Và như vậy mình tập nó cái sự đạo đức đi lễ. Ngày xưa tôi còn bé, ngày nào cũng đi lễ, không bỏ một lễ nào. Đó, vì cha mẹ ông bà dẫn mình đi. Cái điều đó là cái điều cần thiết. Mà nhiều khi cha mẹ ông bà nó đi thì đi, nó không đi thì thôi, mình đi thì mình đi. Tại sao mình không biết hướng dẫn con cháu mình như vậy? Mình đi lễ đây sao mình không dẫn nó đi theo một chút? Nó nhà nó chơi làm gì? Nó ngày mai đi lễ thiếu nhi rồi cha. Lễ thiếu nhi chứ nó có gì không? Có thật không? Ví dụ vậy. Thì tất cả tâm tình đó là để làm gì? Để chúng ta tạo ra cái môi trường đạo đức thánh thiện cho con cháu của mình ngay từ bé. Nó có một cái thói quen tốt lặp đi lặp lại nhiều lần thì trở thành cái nhân đức. Mà nhân đức thì một con người có nhân đức tốt lành thì không bao giờ bỏ. Thấy không? Chúng ta thấy cái biết cái điều đó cho cuộc sống của mình. Và luôn luôn xin tạ ơn vì hôm nay chúng ta được nhắn nhủ và được mời gọi đến với thánh thể Đức Kitô để chúng ta sống mỗi ngày được ơn lành của Chúa ban, thì chúng ta cố gắng sống xứng đáng đẹp lòng Chúa mỗi ngày mỗi hơn. Amen.